nhất kỳ gió nổi này 40 năm tặng tặng chủ đề là phúc thiên biết dễ dàng thắng phúc dễ dàng. Tôi đang trao đổi năng lượng thức tuyến bồi công tắc tôi tắc năng lượng. Hôm qua tôi học tiếng Việt bồi tôi tắc năng lượng bồi Cindy ai tiếng Hàn. Cô ai sẽ kỳ topic ở Hàn Quốc. Tôi đã học phương pháp nổi và phát hàm tốt nhất. Tôi chỉ âm tôi đã dị âm sau tôi đã dị âm tôi chân video trên YouTube sau đó tôi đã xem video tôi đã bằng video phim tôi có thể phim param của mình nhưng mà param của mình không tốt nhất để nên đủ thì tôi đã bắt âm là căn nhà khi chúng ta học tiếng Việt và tiếng Hàn tôi đã có hồi tôi tắt ngôn ngữ tôi đã muốn nói tu nhưng mà tôi tu tôi đã muốn nói tu nhưng mà tôi tu là cái nhau khi tôi gặp hỏi tôi tắt ngôn ngữ cô ơi nổi về tủ thì chúng ta học bằng giọng nói tôi là quan trọng tôi là quan trọng để phát triển kỹ năng ngôn ngữ bồi phát âm tốt nhất tôi học tiếng Việt bồi tôi tập ngôn ngữ hai người hai sinh viên cộng đúng
Nhà kia hôm ngồi nay hôm nay nhà kia đông nay đông làm là tăng tăng sự sẽ là và dễ dàng à tăng tốc dài dần tôi làm sao rồi nồng지금 몇 분은 수영하러 간것 같고 세 명인가 패들보드 타러 간것 같고 그러네. 스튜덴 tôi công tác và tôi rất năng nổ trong cuộc tôi rất tin về nó tôi rất không nhiều lỗi đã xin chữ kiện hàng cô ai sẽ chỉ cho thích tôi đã phúc ăn quan hồn và hai chữ nhận tôi tự tôi chỉ năm tôi đã giúp ăn giàu tôi là chị ăn à tôi chẳng là video xuất về sau ô tôi phải xem video tôi đang phúc tặng video phim tôi có thể kiểm tra rằng và mình nhưng mà tăng hà quả nhân không thuyền à nhanh rồi làm nào chưa thì tôi đã có tặng là căn nhà thì chúng ta phục vụ đối tôi đã mong nói rồi tôi tôi tin nhưng mà chưa chưa là ăn nhau thì tôi đã à tôi thích so tôi nếu là cô ai nói về về thì chúng ta hoàn toàn lòng nói tôi là thằng chồng về phát triển kỹ năng nào nhũng tôi phát triển đẹp à rồi từ chắc con mà hai nói là xem đẹp. Hôm nay tôi cầm tay vội rồi, tôi biết tôi thế chí, tôi tự tức quan về mà tôi chắc phải còn lại phát sinh cho mình. Ngày hôm qua tôi đã phục hiện hàng vội và phục của mình gọi đã xuống đi chắc tức và nơi trên hàng cả tao tao. Nhưng khi tôi xem đại video tôi nên là đang cô mắt solo và thẳng của ai đang bắt phải giữa cô ai ra cố gắng chắc để nhưng khi xem lại video tôi tại đang nhà các ta đang chùa cô ai cả cô âm hướng chi chứ nhà gì và tôi này làm trời biết thứ đúng ngồi trường rồi lên cuộc hạng thì này chặt quan trọng trong việc phát triển kỹ năng nữa tôi đã cố gắng giải thích nhưng vẫn trẻ nay rồi cô ai là của ai những nhà là đang về tại đời tôi chuyện và làm không dễ dàng biết luôn thật linh thức và dư phân chia để cải thiện tôi cũng chẳng là giang minh cùng mặt và vài nhung tôi còn trong tư kỳ khóc những người mọi chữ tốc nhung tôi còn lại và tình các phúc là quan trọng để nâng cao kỹ năng nhung và đang dự trong và xu trường truyền hình chính xác là những yếu tố quan trọng trước giao tiếp hiệu quả. Đúng.